Xin được kính chào tất cả quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình EXO. Và EXO thì luôn luôn mang tới cho tất cả quý vị những trải nghiệm, những thử thách rất hấp dẫn và thú vị. Và hành trình High Rocket có nghĩa là hành trình ở trên cao, là một trải nghiệm rất là hấp dẫn dành cho bất cứ các bạn nhỏ nào khi đặt chân đến Đà Lạt. Và để biết được thử thách ngày hôm nay sẽ hấp dẫn cũng như là làm khó các bạn nhỏ như thế nào, mời quý vị sẽ cùng với EXO khám phá nơi này. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng biết là nhân vật trải nghiệm ngày hôm nay sẽ là ai quý vị nha. Xin chào quý vị khán giả, con tên là Quỳnh Anh, học trường Phú Mỹ, lớp 21. Sở trường của con là bơi lội và hôm nay con rất vui vì được trải nghiệm chương trình EXO tại Đà Lạt. Xin chào, con là Minh An, được biệt danh là Khoai Tây. Con học lớp trường Vin School Central Park lớp 3. Và con có hai sở trường, đó chính là cưỡi ngựa và bắn cung. Và hôm nay con sẽ chinh phục thử thách mà EXO đã đưa ra. Xin chào mọi người, năm nay con 5 tuổi, con tên là Trương Lâm. Xin chào các bạn, mình tên là Mai Linh, mình 6 tuổi, mình học lớp 1 thôi. Con tên là Sích, năm nay con 6 tuổi. Xin chào khán giả, con tên là Bảo Hân, con 6 tuổi, con học trường Westring. Datanla High Rock Course, một trong những điểm giải trí đầy thử thách được giới trẻ yêu thích và là một trong những điểm đến mới mẻ mà bạn nhất định phải trải nghiệm khi tới Đà Lạt. Từ lâu, Đà Lạt đã nổi tiếng bởi sự lãng mạn của thiên nhiên hùng vĩ, với những thác nước đẹp như trong tranh vẽ, đồi thông xanh mướt với sương mù giăng khắp lối, rực rỡ với ngàn hoa. Tuy nhiên, từ khi khu vui chơi Datanla High Rock Course đi vào hoạt động chính thức, đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn khác, mới mẻ về xứ sở mộng mơ này, được xem là điểm nóng cho môn thể thao mạo hiểm. Tại Datanla High Rock Course, các bạn sẽ được thử thách về thể lực và cả tâm lý với những hoạt động mạo hiểm nhưng cực kỳ thú vị, không dành cho những người bị yếu tim. Rồi, xin chào các bạn nhỏ, ngày hôm nay các bạn như thế nào, có vui không nào? Yeah! Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, một thử thách mới. Đó là hành trình từ trên cao. Đó, các bạn nhìn nè. Các bạn thấy có sợ không? Yeah! Ngày hôm nay bước đến thử thách mà khó hơn nữa thì Khoai Tây thấy như thế nào? Con cảm thấy rất tự tin và đến đây thì cảm thấy như là con không muốn làm những cái khác, con chỉ muốn làm cái này thôi. Wow, rất là hay, của anh chàng cá tính. Còn một cái cô nàng mà phải nói là rất là hay nhõng nhẽo ở trong hội luôn. Còn Mai Linh, hôm nay thì cảm thấy như thế nào nè? Con cảm thấy vui và những trò chơi này thì con không sợ tí nào tại vì nó rất dễ đối với con. Rồi, hứa nha, một hồi nữa là đừng có khóc nhẹ với cô Linh nha. Trước khi mà chúng ta bắt đầu những thử thách này thì cô Linh muốn các con là sẽ gặp chú Huy, người sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các con chơi những cái trò chơi mà hành trình trên cao như thế này. Rồi, chào chú Huy đi nè. Chào các con. Chào chú Huy. Bây giờ thì các con phải mặc một cái loại trang thiết bị, đúng không ạ? Cái trang thiết bị các chú đang cầm trên tay đây, cái này gọi là cái lồng rọc. Các con sẽ phải tự mình sử dụng nó nhé. Thì bây giờ các chú hướng dẫn viên đây sẽ hỗ trợ các con là mặc cái này xong trên người và mình bắt đầu chơi từng vòng một. Còn nhớ là các con phải tự mình vận động nha, tự mình chơi. Mình sẽ bắt đầu từ vòng kia trước, rồi khi mình sẽ lên từng bậc một nha. Khi nào chỉ cho chú rằng là con là người chơi giỏi nhất ở đây thì con sẽ được lên tất cả các vòng tiếp theo. Cái này là cái móc và cái dây nó giữ an toàn cho con. Trong quá trình con chơi thì cái dây này nó sẽ đưa con đi hết được từ đầu tới cuối hành trình. Và sau khi con ra khỏi hành trình thì con mới cầm cái này ra ngoài được. Sẵn sàng chưa? Sẵn rồi. Đến với thử thách hôm nay, các em sẽ được trang bị an toàn tuyệt đối từ A đến Z với dây đai bảo hộ, hai khóa thông minh và khóa zip line. Các em sẽ chơi vòng tập 1 và tập 2 để làm quen với các thiết bị an toàn và hệ thống cố định với ba trò chơi giống nhau ở hai vòng. Bây giờ con sẽ cầm cái dòng rọc như này, cầm theo cái chiều này, được chưa? Và xỏ vào trong cái điểm bắt đầu, được chưa? Và tay con cầm đi theo cái dòng rọc. Rồi. Càng lên cao thì cầm hai vòng leo thang gỗ, đi cầu khỉ và nhảy zip line. Kết thúc, các em sẽ tiếp tục vòng vàng với hệ thống dòng rọc đạt chuẩn an toàn của châu Âu. Vòng vàng là vòng mà phụ huynh có thể yên tâm cho trẻ em vui chơi an toàn, bởi đây là vòng được thiết kế dành cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi. Cảm thấy rất tự tin, rất là vui.
Bây giờ con chỉ muốn làm liền thôi, không muốn đợi gì nữa. Chơi những cái trò chơi này thì nó cảm giác mạnh thì con rất là thích. Con đã muốn đi từ nhỏ rồi mà mẹ con không cho đi nên giờ con muốn đi luôn. Con không có sợ mấy trò này, chỉ con thích mấy cái trò nguy hiểm. Khó vì nó cao hơn. Con nghĩ con làm được thì con sẽ làm được. Con chuẩn bị trên thần 100%. Hành trình đu dây mạo hiểm từ trên cao, người chơi lần lượt trải qua những vòng tập cơ bản đến những vòng thử thách chinh phục bản thân mình. Bạn sẽ phải trải qua 6 vòng tập và thử thách. Vòng vàng là vòng cơ bản để làm quen, vòng xanh lá là những thử thách dành cho gia đình, vòng cam là làm nóng cơ thể, vòng xanh dương sẽ đưa bạn chinh phục độ cao và đến vòng đỏ và vòng đen. Bạn sẽ được thử thách chính bản thân mình trên độ cao lên đến 15m. Nhưng đối với các nhân vật EXO hôm nay, các em chỉ trải nghiệm vòng vàng được thiết kế cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi thôi nhé. Những cánh tay và đôi chân bé xíu dò dẫm thử sức với các trò chơi ở độ cao 1m8 so với mặt đất đã kích thích sự hưng phấn. Bạn nào cũng tập trung thao tác rất chuẩn xác. Thấy như thế nào, cảm giác sao nè? Dạ, cảm giác lúc zip line con cảm thấy hơi sợ, nhưng đây sẽ là cái quyết định để những lần sau có thể làm tiếp tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chặng 2 cho Khoai Tây nha. Dạ. Cố lên nha. Với độ tuổi từ 6 đến 8, Khoai Tây, Trâm Anh và Mai Linh dễ dàng vượt qua các em nhỏ tuổi hơn để hoàn thành vòng thử thách đầu tiên. Và vòng này không làm khó các bạn. Vậy hả? Nhưng mà sao trong lúc mà hai đứa đang đi cái hành trình này thì thấy như thế nào nè, kể cho cô nghe coi. Con vui quá trời, đây giống như là trò em bé tại nó rất dễ đối với con. Có cảm giác là con gần bị té xuống vì Mai Linh có đụng đưa đường đằng sau con. Tại vì con không sợ tí là trong từ đây cho đến cuối vòng con không sợ một tí nào luôn. Wow, như vậy là rất là hay. Và hôm nay thì chúc mừng Mai Linh rất là nhiều nha. Với thử thách đua zipline kết thúc vòng 1, có lẽ làm các bạn nhỏ thích thú nhất. Bởi lẽ sau khi vượt qua những thử thách đi thăng bằng thì vòng zipline là nơi để các bạn thư giãn. Chưa xong vòng vàng 1 rồi nha. Bây giờ mình lên vòng vàng 2. Vòng vàng 2 nó cao hơn xíu, khó hơn xíu, nhưng mà cái kỹ năng thì vẫn như vậy. Yeah. Bây giờ con tiếp tục lắp nốt cái này vào và tiếp tục di chuyển. Tiếp tục đến với thử thách vòng 2, các bạn nhỏ sẽ phải vượt qua những thử thách đi thăng bằng trên dây ở độ cao hơn 3m. Tiếp theo đi trên lưới và bò qua ống.
Thưa quý vị, như vậy là các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc hai chặng thử thách đầu tiên rồi. Và không biết là anh Huy nhận xét như thế nào về các bạn nhỏ ngày hôm nay ạ? Năm bạn đứng đây là năm bạn xuất sắc nhất trong cái ngày hôm nay rồi. Thì Khoai Tây luôn luôn là người mà đi đầu trong tất cả các hành trình. Thì hy vọng là tới vòng sau tất cả các bạn đây sẽ có một cái kỹ năng tốt, một cái training tốt để các bạn có thể hoàn thành tốt cái vòng tiếp theo. Cái chặng tiếp theo này của mình sẽ bắt đầu nó liên quan tới kỹ năng về sử dụng trang thiết bị, kỹ năng về giữ thăng bằng và một số cái đường trượt zipline nó dài khoảng 20-30 mét. Tiếp tục các con sẽ phải tự mình chơi. Đó, thì bạn nào chơi được tốt cái vòng tiếp theo này thì mình sẽ lên thêm một level cao nữa. Đó, đúng không ạ? Được không? Bây giờ các con đã sẵn sàng chưa? Năm vận động. Bây giờ trên người các con đang có 3 cái trang thiết bị, 2 cái móc này, đây là cái móc khóa an toàn nha. Rồi, ngoài cái móc khóa an toàn này các con có thêm một cái trang thiết bị nữa, cái đó để sử dụng cho trượt zipline thì các con nhìn xuống bên phải ở dưới hông của mình. Bây giờ các con thử tháo cái đầu độc này ra cho chú coi, tháo được không? Dạ. Không, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, Khoai Tây tháo được. Đây, nhìn thẳng vào đây, chú đang cầm cái đầu độc. Sau khi hoàn thành thử thách hành trình dưới thấp, các em sẽ được huấn luyện viên Huy lựa chọn để huấn luyện tiếp, chinh phục những thử thách nâng cao hơn. Vòng xanh lá được thiết kế cách mặt đất từ 2 đến 5 mét. Đây là hoạt động thú vị. Các em sẽ học hỏi được nhiều hơn về các kỹ năng hoạt động nhóm, cá nhân, rèn luyện ý chí và sức khỏe một cách hiệu quả. Mặc dù được huấn luyện viên Huy lựa chọn để huấn luyện kỹ năng tiếp tục chinh phục vòng xanh lá, nhưng bốn bạn nữ có lẽ vì tay nhỏ, yếu, không sử dụng được móc khóa và nhất là không thể tập trung tiếp thu nên bị loại như vậy. Ví dụ mà gặp cái trường hợp này thì sao? Chỉ còn bạn Khoai Tây là được thử sức vòng xanh lá. Các bạn nữ đành ngậm ngùi cổ vũ cho Khoai Tây thôi. Nào, hãy thử sức ở vòng xanh lá, hãy cố lên Khoai Tây. Quý vị thân mến, trong khi mà chờ đợi những cái bạn nhỏ mà tham gia những trò chơi mạo hiểm thì ở đây còn lại những cái bạn nhỏ khác thì cũng rất là chăm chỉ để có thể đi tìm những quả thông như thế này. Thùy Linh nghĩ đây cũng là một bài học rất là tốt dành cho các bé, để các bé có thể vận dụng sự khéo tay của mình để sáng tạo ra từ quả thông mà thành những chú heo dễ thương như thế này nè quý vị. Các bạn nữ với kỹ năng làm đồ handmade có vẻ thành thạo hơn các bạn nam. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi dưới tán thông, nhặt những quả thông rồi sáng tạo ra những chú heo con. Thật đáng yêu quá đi. Dạ, con đang chuẩn bị làm con heo bằng quả thông. Con cảm thấy rất là vui. Công việc này dễ đối với con. Con nghĩ là con sẽ làm một con heo thật là đẹp. Tay thuận đâu, tay phải ra đến đó. Tay kia nắm sợi dây cam. Rồi, tay thuận nắm lên cái kia đi. Nào, tay thuận đẩy lên. Rồi, ngồi xuống. Nào, 1, 2, 3, bỏ tay trái. Rồi. Có chân, có chân. Có chân, có chân. Yeah, chúc mừng Khoai Tây. Sau khi mà hoàn thành xong trận này thì Khoai Tây thấy như thế nào? Dạ, cũng hơi ghê. Hơi ghê chỗ nào? Con kể lại cái quãng đường mà con đi cho con nghe. Con thấy hai chỗ ghê nhất. Một là cái zipline cuối cùng. Cái này thứ hai là trước khi cái zipline. Cảm thấy nó cao quá, với lại con sợ là nó chụp chặt cái gì đó thì mày té. Khoai Tây nắm được cái kỹ năng rất là tốt. Vẫn là đi rất là tốt. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng Khoai Tây lần nữa nha. Thưa quý vị, như chúng ta cũng thấy là sau khi mà kết thúc chặng 3 thì chỉ có bạn Khoai Tây là bạn ấy có thể là đủ sức để mà vượt qua cái chặng 3 này. Sau khi được hướng dẫn thì chỉ có bạn Khoai Tây là làm được. Còn bốn bạn của mình thì mình cần về tập luyện thêm nhiều hơn nữa. Và ở đây thì tất cả năm bạn đều rất là xuất sắc. Rồi bây giờ thì chú Huy sẽ là người thay mặt cho chương trình trao bằng chứng nhận bạn làm được của EXO. Xin mời chú Huy. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng Khoai Tây. Chúc mừng con. Linh. Chào anh. Chúc mừng con. Quỳnh Anh. Và cuối cùng là Bảo Hân. Rồi, chúc mừng các bạn nhỏ nha. Xe trượt dài nhất Đông Nam Á tại thác Dantala là chuyến trải nghiệm hành trình thưởng ngoạn từ trên cao trên đường trượt dài 2,4 km. Vừa mang đến cho người chơi trải nghiệm cảm giác run sợ, nhưng cũng sẽ vừa nhận ra rằng chính bạn đã chinh phục được bản thân mình.
Đi trên hệ thống này, bạn được tự tay lèo lái xe trượt để đi chậm, nhìn ngắm vẻ đẹp bí ẩn, thơ mộng của rừng nguyên sinh, hay tận hưởng cảm giác xé gió lao về đích. Rất hào hứng và thấy vui. Lúc mà lên giáo con được nằm luôn. Nhà thấy rất rất vui, nhất là với khung phần sau, tại vì sau con được đi một mình. Thưa quý vị, quả thật là với phiên bản đặc biệt này cùng với những nhân vật trải nghiệm là các vận động viên nhí đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc vì sự dũng cảm của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đến đây thì EXO cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.